Ngày 16 tháng 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng chủ trì họp bộ chính trị, ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ. Trong đó có ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam. Ông Nguyễn Văn Trịnh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng ông nguyễn văn trịnh